chào anh em đến với kênh anh Thợ Độ Suzuki nha. Thì lâu rồi mình không up một cái clip nào làm máy độ cho cái con xe Suzuki cả. Hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu lại cho anh em về một cái bài độ cho con Suzuki Asylo Z-Bay. Rất là nên xem anh em ơi. Một cái bài độ này nó thể vừa đáp ứng cho mình về cái nhu cầu vừa chạy có tăng tốc ha, mà lại là lịch sử không sợ giao thông nữa, không sợ trời mưa luôn. Chúng ta cùng đi coi bài độ này như thế nào nha. Chắc em mà. Chào anh em nha, hôm nay mình giới thiệu cho anh em về một cái bài độ cho con Suzuki Asylo và X-Bay. Thì ở đây là con Suzuki Asylo, một cái bài độ mà có thể anh em sẽ rất là quan tâm. Một cái bài độ nhưng mà không có tiếng ồn, tức là chúng ta sẽ không có cái tiếng bô nổ, không làm phiền người khác, cũng không sợ giao thông, đặc biệt là đi mưa cũng không sợ. Thì giờ bài độ này nó sẽ như thế nào đây? Đây là một cái con Asylo ha, mình đã làm full một cái combo 58. Đây làm giá 58. Và cái bài độ này nó rất là êm, mình sử dụng, đặc biệt của cái bài độ này là mình sử dụng bujin anh em ơi, bujin không móc luôn nha. Bujin không móc luôn. Chạy không bị ém luôn nha. Bujin không móc luôn. Nó cũng khá là vừa chứ nó không bị ém nha anh em ơi. Bujin không móc ha. Thì có nhiều anh em chăn trở với mình rằng là họ muốn cái một cái con xe của họ nó mạnh hơn, nhưng mà họ lại không thích độ nó ồn ào. Đa phần bây giờ độ xe là nó phải ồn ào, nhưng mà không, con xe này độ rất là êm. Mình sử dụng bujin, thứ nhất là bujin ha, thứ hai là lọc gió. Mình đi vào, mình đi vào lọc gió, lọc zin luôn, mình đi vào cái bộ lọc zin luôn. Như thế này thì chúng ta không sợ trời mưa, cũng không sợ rửa xe. Đi như thế này nó mới an toàn. Bình xăng con thì mình sử dụng bình xăng Light Speed Racing 28 ly, 28 mm ha. Một cái co xăng chế, một cái lọc trụ, lọc u ma, cái lọc bánh ú, và mình để vào trong lọc gió zin luôn. Như thế này thì chúng ta có thể chạy xe rất là đơn giản, chúng ta rửa xe không có cần phải lưu ý gì cả. Khi mà một cái con xe ngoài độ, ngoài cái việc mà chúng ta tăng tốc nó mạnh lên ra, tăng được tốc độ tối đa lên ra, thì bây giờ cái con xe độ này của mình á, nó còn giúp cho chúng ta chạy cực kỳ là thoải mái. Đó giờ khi mà anh em đi cái con xe độ á, thì chúng ta sẽ cảm giác nó rất là mệt. Mệt như thế nào? Do cái tiếng bô, do cái tiếng ồn ào, do cái tiếng lọc trụ, nó làm cho chúng ta mệt, chúng ta đi đường dài nó không thoải mái. Còn con này không, con này cái tiếng bô nó là tiếng bujin, nó có lớn hơn một tí xíu nhưng mà nó rất là đơn giản, nó rất là hiền hậu, nó không có sùm giống như là những cái con xe độ khác. Thêm cái nữa là sao, tất cả các chi tiết như là nè, mấy cái phốt cao su này chúng ta đều đi như zin, đặc biệt chúng ta sử dụng dây ga zin luôn anh em ơi, không sử dụng cùm tăng, chúng ta chạy rất là khó chịu. Cùm tăng nó rất là cứng, chúng ta chạy khó chịu. Ở đây mình sử dụng dây ga zin luôn, và nó có luôn cái cao su chống nước luôn đó, bởi vậy đi mưa chúng ta hoàn toàn an tâm. Cái dây ga này nó rất là nhẹ, tại dây ga zin anh em, nó rất là nhẹ, chúng ta chạy rất là thoải mái, không có cái cảm giác của con xe độ đó. Giờ khi mà chúng ta độ xe, chúng ta có cảm giác xe độ, cái tay ga này chúng ta lên nó bị khừ cực lên, rất là khó chịu khi chúng ta sử dụng những cùm tăng bằng nhôm lên, khó chịu. Ở đây mình sử dụng cùm zin nha. Cái việc độ xe của mình, ngoài việc hướng đến cho anh em có thể tăng gia tốc, tăng cái cảm giác xe ga, thì mình còn hướng đến cái việc là chúng ta độ, nhưng mà chúng ta chạy xe phải là thoải mái và không sợ gì cả. Ở đây chúng ta không sợ giao thông ha, tại vì ở đây chúng ta độ như zin, nó phù hợp lắm. Chúng ta chạy ở ngoài đường là nó im ru giống như là một chiếc xe zin thôi. Rất là hay. Cái này mình nghĩ là bài độ này rất là phù hợp với anh em. Cam cò ở đây mình sử dụng là nguyên một bộ cái cam cò zin luôn, xúc bắp zin luôn. Tuy là cam cò zin, tuy là xúc bắp zin, nhưng mà khi mà chúng ta đi ra đường một cái, chúng ta vặn là có ngay. Tốc độ tối đa nó tăng lên không nhiều, nhưng mà cái gia tốc từ 0 lên 100 km/h, tức là khi chúng ta dặn ga đó, cái xe chúng ta vút đi rất là mạnh, rất là nhanh. Đó là cái nhu cầu mà mình hướng đến cho anh em đi bài độ này. Bình xăng thì mình sử dụng bình xăng Light Speed Racing, lọc trụ ha. Và cam cò zin nha, cam cò zin thì sẽ cho chúng ta cái cam cò zin, cái lợi ích nó là gì? Đối với con Suzuki á, là khi mà chúng ta những cái bài độ kia sử dụng cam cò kia á, thường nó bị ngậm ga, còn cái con này thì không. Khi mà chúng ta sử dụng cam cò zin, nó sẽ không có bị tình trạng ngậm ga. Ngậm ga là sao? Là khi mà chúng ta buông hết ga ra rồi thì cái ga nó vẫn còn lại, nó vẫn lên, nó vẫn hú lên. Rồi cái con này thì không, ga của con này y chang như zin vậy. Khi mà chúng ta xuống ga thì nó xuống luôn, ga ăn ti đều, không có bị tắt máy ha, âm côn không tắt máy. Đó là cái lợi ích của cái bài độ này. Thêm cái nữa là cái cam cò zin nên này nó rất là bền, cái phần đầu này rất là bền, cam cò zin, xúc bắp zin nên nó rất là bền, và cái chi phí nó cũng thấp nữa.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng test máy con này nha. Và đây cái gang tiêu của con này nha anh em ơi, nó rất là êm và đều nè. Đó, gang tiêu nó rất là đều đúng anh em ơi. Nó có miếng khói là tại vì hồi nãy mình xịt dầu lên trên cái máy để mình giữ cái máy lại. Đó, cái máy con này nó rất là đều. Đặc biệt cái tốt nhất của nó là việc là không bị lụi ga tắt máy, không có bị ngậm ga, tự động lên gang ti cao ha. Tự động bị nhảy lên gang ti cao thì cái con này nó không có, tại mình sử dụng bộ cam cò và xúc bắp zin. Đó là cái lợi ích của con này, và cái tiếng bô nó cực kỳ là êm, nó như zin vậy đó. Anh em thấy không, nó không hề lớn, nó không hề trẻ trâu chút xíu nào cả. Và bây giờ khi mà chúng ta dặn ga nha, mình có thể tùy chỉnh gang ti qua trên cái núm ga này nè anh em. Mình có thể tùy chỉnh gang ti trên cái núm ga đó đó. Đó, anh em thấy à, con này khi mà chúng ta dặn ga là chúng ta có liền một cái bài độ rất là êm cho cái con Suzuki Asilo PX3 này, đặc biệt rất là bền nha anh em nha. Rồi, anh em có nhu cầu làm những cục máy Suzuki như thế này đó, thì liên hệ ngay kênh anh Thời Độ Suzuki là số 0945675425 nha. Mình ở số 14K Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Anh em có thể gặp mình tại số 471 Hùng Dương, phường 1, thành phố Sa Đéc. Đặc biệt cái máy này mình làm, mình bảo hành cho anh em 3 tháng. Bảo hành cho anh em 3 tháng nha. 3 tháng và mình là mong anh em là thích cái clip này, mong anh em thích dịch vụ bên mình. Cảm ơn anh em đã luôn xem và ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Này, cái lợi ích của cái việc mà mình làm cái bình xăng và lọc gió như thế này á, là mình khi mà mình rửa xe mình không cần gàn đậy, không cần bịch bọc ni lông gì cả. Này, chúng ta chỉ cần là đừng có xịt thẳng vào cái lỗ này thôi. Như vậy là chúng ta rửa bình thường, không có cần phải lưu ý cho bất kỳ anh thợ rửa xe nào cả. Thậm chí là nếu mà chúng ta có xịt thẳng vào đây nó cũng không vấn đề nữa, không có vấn đề nữa, nhưng mà chúng ta hạn chế thôi. Đó, thì như thế thì chúng ta sẽ là rất là an toàn. Rất là an toàn, để tránh trường hợp mà khi mà mình đổ xe xong cái mình đi rửa xe xong là mình chạy không được. Mình thì mình không thích như thế. Còn đây này chúng ta gắn lọc như zin nè. Đó, như thế này nó rất là phù hợp. Ok anh em ha.